14 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ khu vực khai thác giáp ranh giữa hai tỉnh là Hà Nam và Thái Bình. Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân bắt giữ 14 tàu hút cát cùng 55 thuyền viên, người có liên quan đang vi phạm quy định về khai thác cát trên tuyến sông Hồng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 3.000 mét khối cát đã được hút lên trên 14 tàu này thời điểm bị bắt các tàu này đang hút cát trái phép trên tuyến sông hồng khu vực giáp ranh giữa tỉnh hà nam và thái bình theo cục cảnh sát giao thông đây là vụ việc có tính chất phức tạp các chủ tàu khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát làm thất thoát một lượng lớn tài nguyên khoáng sản của nhà nước gây bức xúc trong dư luận hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật